Chủ Giang xin kính chào quý vị khán giả của đài P10. Kính thưa quý vị, hôm nay Chủ Giang đang có mặt ở thành phố Dorchester, tiểu bang Massachusetts. Người Việt chúng ta có những câu thơ như sau: dù cho đi ngược về xuôi, nhớ ngày giỗ tổ mùng 10 tháng 3. Và sau năm 1975 thì hàng triệu người Việt đã rời xa quê hương sau khi Cộng sản miền Bắc chiếm cưỡng miền Nam. Kính thưa quý vị, họ đi tới đâu thì người Việt có những cộng đồng, và có những cộng đồng thì có những lễ hội văn hóa Việt Nam, và đặc biệt là ngày giỗ tổ Hùng Vương thì luôn lúc nào năm nào, nhất là cộng đồng tại tiểu bang Massachusetts, họ đều tổ chức để tưởng nhớ lại những vị vua hùng đã có công lập nước và dựng nước. Hôm nay Trường Giang có mặt tại thành phố Dorchester và nhận thấy có rất đông các bạn trẻ tham gia trong chương trình, và đặc biệt là người trước mặt Trường Giang đó là bạn trẻ Nhân Trương. Nhân Trương là trưởng ban tổ chức của ngày hôm nay. Em có thể gửi lời chào đến quý vị khán giả của đài P10. Dạ, chào mọi người, con tên là Nhân Trương, con là trưởng của nhóm Nova. Hôm nay là ngày giỗ tổ Quốc tổ Hùng Vương năm 2023, thì em có thể chia sẻ cái ý nghĩa của ngày giỗ tổ lần này? Ngày giỗ Quốc tổ Hùng Vương là ngày rất là quan trọng trong lịch sử của người Việt mình. Bữa nay là ban tổ chức muốn tạ ơn 18 đời vua hùng đã giúp xây dựng và giữ nước của mình, nước Việt Nam mình. Cho nên lúc mà cộng đồng đã cũng như là mời tụi em vào để giúp cùng sức tổ chức một cái buổi hôm nay á, là để giống như tụi em có thể pass on là mấy cái câu chuyện và lịch sử văn hóa của người Việt Nam mình xuống tới thời trẻ. So em mong muốn là em có thể cùng sức với cộng đồng Việt Nam mình tại Boston để tiếp tục cái chương trình này hàng năm. Quý vị, Nhân là một bạn trẻ sinh ra và lớn lên tại Hoa Kỳ, cho nên là nghĩ là Nhân nên chia sẻ một dài lời cảm nghĩ của mình, giống như là what it means to you on the day, the commemoration of the vua hùng. Yeah, certainly. So we are very thankful to be able to have a space to celebrate this significant holiday, which is very, very important to the history of Vietnam. It actually kind of explains the origins of how Vietnam became the country that we have today. We are very thankful of the 18 generations of the Hùng Kings who have contributed and have sacrificed and saved our nation multiple times in a variety of different ways. So today, what we want to really do is honor their efforts, their mighty efforts to build this country up, as well as use this opportunity to pass down this generational knowledge about our origins, our folk tales, why cuisine is named after certain names. For instance, like bánh chưng, why does that have a name? And so a lot of that is knowledge that we would like to pass down to younger generations and English speaking generations as well. And so hopefully that's why the Cộng đồng, the Vietnamese American community of Massachusetts, invited us here today to kind of be that connecting bridge. Kính thưa quý vị, đó là thế hệ tiếp nối thế hệ trẻ gốc Việt tại Hoa Kỳ. Bạn vừa nói tiếng Việt và tiếng Anh. Chúng ta sẽ có một tương lai sáng rỡ trong những năm sắp tới. Thì có những bạn trẻ như là Nhân Trương sẽ tiếp tục ủng hộ cũng như là giúp đỡ cho cộng đồng trong các việc mà duy trì truyền thống và văn hóa của Việt Nam. Kính thưa quý vị, trong ngày giỗ Quốc tổ Hùng Vương năm nay thì chúng tôi có cơ hội tiếp chuyện cùng với ông chủ tịch cộng đồng tại tiểu bang Massachusetts. Đây là nhiệm kỳ thứ 3 ông đã làm chủ tịch tại tiểu bang Massachusetts, thì chúng tôi cũng được biết là trong tháng 9 này sẽ có một cái buổi bầu cử để tìm ra một tân chủ tịch cộng đồng. Tuy nhiên,
mình không biết là ai sẽ là ứng cử viên, nhưng mà chắc chắn là quý vị cũng đã biết trong 9 năm nay thì ông chủ tịch cộng đồng đã nỗ lực hết sức và giúp cho cộng đồng một ngày một phát triển mạnh hơn, cũng như là các chương trình văn hóa lịch sử như ngày hôm nay. Thì ngày hôm nay là ngày giỗ tổ của Quốc tổ Hùng Vương, thì lần đầu tiên thì ông có thể chia sẻ cái ý nghĩa của ngày giỗ tổ Hùng Vương, cũng như là mình là một người Việt xa xứ thì khi mà mình nghĩ tới những vị cha đã từng lập nước và giữ nước cho chúng ta hàng ngàn năm về trước. Vấn đề nói ở đây là chúng ta sống nơi quê hương xứ người, cái điều cần thiết là chúng ta phải biết chúng ta là ai, và cần nhất là phải cho giới trẻ hiểu được tại sao chúng ta có mặt ở đây và lịch sử của đất nước của chúng ta. Thì đó là những cái vấn đề mà chúng tôi thường làm trong mỗi những cái dịp như là Hai Bà Trưng hay là Giỗ Tổ Hùng Vương hay là Húy Đức Thánh Trần Hưng Đạo, chung quy để là giữ cái văn hóa của đất nước mình và để cho các em trẻ nối tiếp. Thì như Trường Giang mới vừa nói thì tháng 9 này chúng ta có một cái buổi mà cần kêu gọi mọi người mà có tâm có lòng với cộng đồng đứng ra để mà nối tiếp cái bước tương lai. Thì chúng tôi á cũng giống như là những người đã đi theo sau những chú bác trước đi trước để thành lập cái cộng đồng này, và chúng tôi ráng trong mấy năm qua để tạo một cái nền tảng và những cái gì mà đã sắp sẵn giống như program sẵn để các em trẻ bước lên và nắm giữ và giúp đỡ cộng đồng. Từ khi đó chúng tôi không thể cứ làm hoài như vậy được, đó là ý chúng tôi muốn nói. Các quý vị, lắp sẵn những nền tảng thì Trường Giang cũng đã sinh hoạt trong cộng đồng cùng với ông chủ tịch cộng đồng cũng nhiều năm nay. Trường Giang có một niềm tin rằng là ông chủ tịch và phó chủ tịch cộng đồng Nguyễn Hồng Khang đã lót những viên gạch rất cứng cho thế hệ sau chúng ta có thể tiếp tục tiếp nối. Quý vị, hy vọng là sẽ có những người ra ứng cử, nếu không thì chắc có lẽ là cộng đồng của Massachusetts phải tiếp tục bắt cóc ông Thanh Vĩnh Bảo Toàn và Võ Hồng Khang tiếp tục phục vụ cho cộng đồng. Vấn đề là như vậy, mình làm việc cho cộng đồng mình phải có tâm. Nhưng mà nếu mà mình cứ nắm giữ rồi thì sẽ không có cơ hội phát triển như người khác. Và cái gì làm lâu làm dài thì nó dở và độc tài. Thì mình cần phải những cái giới trẻ mà cái tư tưởng người ta cao rộng hơn, tại vì họ là những lớp đi sau và cái sự hiểu biết họ nhiều hơn là những lớp đi trước. Thì mình cần họ phát triển đi theo cái chiều hướng của cái thời đại, chứ mình không có thể nắm giữ hoài. Và tôi mong mỏi là quý vị nếu mà nghe được cái video này có lòng với cộng đồng, xin hãy ghi danh, liên danh để mà lên làm cho cộng đồng chúng ta ngày càng lớn mạnh hơn. Quý vị, rất là đúng. Ông chủ tịch cộng đồng nói nếu mà mình cứ giữ chức chủ đó hoài thì trở thành độc tài, mà cái đó là mình đã chạy khỏi cái quê hương của mình, đó là quê hương cộng sản. Một lần nữa thì Trường Giang tường thuật cho Đạt B10 từ thành phố Boston, tiểu bang Massachusetts. Xin chân thành cảm ơn vị đã theo dõi chương trình và cảm ơn ông chủ tịch cộng đồng rất là nhiều. Thank you.